Ngày 29 tháng 5, đoàn công tác báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc gặp thăm hỏi và trao phần quà ý nghĩa đến đồn biên phòng Tuy Đức đóng trên địa bàn xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiến hành trao tặng một chiếc TV 45 inch, một loa kéo và gần 500 chiếc khẩu trang vải cho đồn biên phòng Tuy Đức. Đón nhận món quà ý nghĩa này, đại diện đồn biên phòng Tuy Đức xúc động cảm ơn tình cảm mà đoàn đã dành cho cán bộ chiến sĩ đang bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Hiện đồn biên phòng Tuy Đức đang quản lý gần 10,6 km đường biên giới với 13 cột mốc mang số hiệu 55 đi qua xã Đắc Bút So và Quảng Trực của huyện Tuy Đức và xã Thuận Hà của huyện Đắk Sông. Hôm nay thì được báo Sài Gòn Giải Phóng về đây, đồn biên phòng Tuy Đức rất vinh hạnh. Từ khi thành lập đồn đến nay cũng đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương để quản lý an ninh trật tự cũng như là an toàn xã hội ở khu vực biên giới và phối hợp với cả địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trước đó, ngày 28 tháng 5, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ đã tổ chức buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như trao tặng học bổng, sách vở, văn phòng phẩm cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình thăm khám, chẩn đoán bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, cũng như việc chăm sóc sức khỏe sau dịch COVID-19. Sau khi được thăm khám, người dân nhận được mỗi suất quà nhu yếu phẩm trị giá gần 300.000 đồng từ ban tổ chức. Tổng số quà được trao dịp này là 300 suất với sự đồng hành từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tham gia đóng góp. Đây là một cái hoạt động rất là nỗ lực của báo Sài Gòn Giải Phóng và các cái đơn vị tài trợ. Người dân cũng đang gặp khó. Qua chương trình này thì chúng tôi mong muốn là góp một phần công sức để giúp bà con có điều kiện chăm sóc y tế sau dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Báo Sài Gòn Giải Phóng kết hợp với Bệnh viện Ung bướu về khám chữa bệnh cho bà con ở đây, đại diện cho chính quyền địa phương cảm ơn đã đồng hành cùng với địa phương trong công tác hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn và hỗ trợ cho bà con được khám chữa bệnh miễn phí. Hôm nay đến nhận quà cho các cháu nè, khám chữa bệnh cho các cháu, tôi cảm thấy rất vui và cảm ơn ạ. Hôm nay con đến đây nhận quà rất là vui ạ. Con nhận được tiền, sách vở, bánh kẹo ạ. Để giúp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Đắc Bút So yên tâm đến trường theo đuổi việc học, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng cho 50 em với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, đoàn thanh niên của báo Sài Gòn Giải Phóng cũng trao tặng tủ sách yêu thương cho phòng giáo dục đào tạo huyện Tuy Đức với nhiều sách vở, văn phòng phẩm cho các em học sinh. Dịp này về xã Đắc Bút So, đoàn thanh niên cũng trao một tủ sách yêu thương hơn 500 cuốn sách cho các em học sinh. Các em ở miền núi thì không có nhiều điều kiện để đọc sách nhiều. Thành ra chúng tôi luôn mong muốn đem sách nhiều hơn để giúp các em có điều kiện để tiếp cận các nguồn sách. Xử lý các vấn đề về nội khoa cũng như là tư vấn hướng dẫn cho bà con về các biện pháp phòng tránh ung thư cũng như là phát hiện sớm các bệnh lý ung thư để bà con có lối sống cũng như là có cái biện pháp phòng tránh phù hợp.